một người phụ nữ đang đổ xăng thì nhận được cuộc gọi. Ngay sau đó, cô ta tự tưới xăng lên người mình rồi tự yêu. Chào mừng các bạn đến với Nighty Movie, kênh recap và review phim có tâm cùng series phim Supernatural. Hôm nay, hãy cùng tiếp tục khám phá hành trình trừ ma diệt quỷ của hai anh em Dean và Sam trong bộ phim thứ hai của series siêu nhiên nhé. Video này, mình sẽ tóm tắt tập thứ 5 mang tên Kẻ Thao Túng. Tất nhiên, mình sẽ spoil toàn bộ nội dung. Nếu các bạn chưa xem tóm tắt mùa 1, hãy xem tại đường link trên góc màn hình hoặc phần dưới comment. Đừng quên bấm nút subscribe kèm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Yêu Nighty Movie, hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình có kinh phí ra nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu ngay thôi nào. Năm, kẻ thao túng. Vị bác sĩ đang đi bộ thì nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó, với gương mặt đờ đẫn, ông ta đi mua một khẩu súng săn trước sự ngỡ ngàng và can ngăn của người bán. Ông nạp đạn rồi tự kết thúc cuộc đời mình. Toàn bộ diễn biến đều đã được Sam nhìn thấy trước. Tin rằng điềm báo có quan hệ tới con quỷ mắt vàng, hai anh em trở về quán rượu của Ellen tìm Ash để nhờ trợ giúp. Ngay khi anh ta mặc quần, họ nhanh chóng vào việc. Dựa vào những hình ảnh Sam thấy trong ảo cảnh, họ đã tìm ra địa điểm xảy ra vụ việc. Ngoài ra, Sam cũng nhờ Ash điều tra xem dấu hiệu về tên quỷ mắt vàng quanh đó, nhưng hoàn toàn không có. Cuối cùng, cậu nhờ Ash tìm xem vào năm 1983, ở đó có vụ cháy nào tương tự cái chết của mẹ cậu hay không. Trong khi chờ đợi kết quả, Dean và Joe tranh thủ thả thính nhau. Hai người không chỉ xứng đôi, mà đến gu nhạc cũng hợp nhau nữa. Nhưng Sam sớm kéo Dean đi làm nhiệm vụ. Theo điều tra, có một gã tên Andrew cũng sinh năm 1983, mất mẹ trong một vụ cháy khi mới 6 tháng tuổi, hoàn toàn trùng hợp với hoàn cảnh của Sam và Mark Mueller. E rằng Andrew cũng sẽ giết người giống Max, hai anh em chỉ có thể cố gắng tìm gã để ngăn chặn. Không hề có địa chỉ của gã trên hệ thống, vì vậy hai anh em tìm tới quán cà phê chỗ làm cũ của gã. Trong vai luật sư, họ được chủ quán JC cho một vài manh mối, có vẻ Andrew có sức mạnh điều khiển người khác qua giọng nói. Dựa vào gợi ý, hai anh em tìm thấy chiếc xe thùng của gã. Sam rất bồn chồn bởi cậu, Mark và Andrew đều là những đứa trẻ được quỷ mắt vàng chọn. Cậu sợ rằng tất cả bọn họ sẽ trở thành sát nhân máu lạnh, nhưng Dean trấn an. Dù Sam có từng tiêu diệt rất nhiều thành phần, nhưng chắc chắn cậu không phải sát nhân máu lạnh. Andrew xuất hiện, gã không ngừng sử dụng sức mạnh điều khiển người khác của mình. Thấy hắn bắt tay với vị bác sĩ ở đầu phim, Sam vội bám theo vị bác sĩ, còn Dean thì đuổi theo Andrew. Andrew sờ thấy xe của Dean, gã tiến tới hỏi thăm chiếc xe tuyệt đẹp, rồi bất ngờ hỏi xin, cho tôi nhé. Ok, bạn thích thì tôi cho luôn. Dean vui vẻ, dâng chiếc xe mà anh yêu quý hết mực cho hắn. Trong khi đó, vị bác sĩ nhận được cuộc gọi, Sam vội chạy tới cửa hàng súng, kéo chuông báo động. Thấy vậy, vị bác sĩ quay đầu bỏ đi. Vừa hay, Sam thấy Andrew đi qua, cậu vội gọi hỏi Dean tại sao lại giao xe cho hắn. Tới giờ, hai anh em đã có thể chắc chắn hắn có sức mạnh điều khiển tâm trí. Bấy giờ, vị bác sĩ nhận được cuộc gọi mới. Với ánh mắt thất thần, ông đi ra giữa đường rồi bị xe bus cán chết. Cái chết của ông khiến Andrew vô cùng buồn bã. Gã tới quán cà phê tìm Tracy chia sẻ và được cô cho biết về Dean và Sam. Về phần hai anh em nhà Winchester, họ đã tìm được chiếc xe của mình hoàn toàn nguyên vẹn, thậm chí chìa khóa vẫn cắm bên trong. Dù biết Andrew có sức mạnh điều khiển người khác bằng giọng nói, nhưng Dean vẫn không chắc gã là kẻ sát nhân. Để hiểu thêm, hai người phá cửa chiếc xe thùng của gã. Bên trong chứa đầy sách và cả tàu hút thuốc to bằng cái điếu cày. Bất chấp việc Sam quả quyết Andrew đã gây ra cái chết của vị bác sĩ, Dean vẫn một mực phản đối, bởi Andrew không giống sát nhân chút nào. Cuộc tranh cãi của hai người đột một bị Andrew chen ngang. Gã đã phát hiện ra bị hai người theo dõi. Dean nhanh chóng thú thật mọi chuyện. Andrew không quan tâm, gã yêu cầu hai người không được theo dõi gã nữa, rồi bỏ đi. Nhưng sức mạnh của Andrew không có tác dụng với Sam. Cậu đuổi theo và cho biết, giống như hắn, cậu cũng bắt đầu có sức mạnh khi tròn 22 tuổi. Mẹ hai người đều chết trong vụ cháy tương tự nhau. Chứng tỏ cả hai có kết nối với nhau, Andrew một mực phủ nhận mình không sát hại vị bác sĩ. Bất ngờ, Sam nhìn thấy thêm một ảo cảnh khác, một người phụ nữ đang đổ xăng khi nhận được cuộc gọi. Ngay sau đó, cô ta tự tưới xăng lên người mình rồi tự thiêu. Bấy giờ, xe cứu hỏa đã xuất hiện. Dean vội chạy tới hiện trường trong khi Sam để mắt tới Andrew. Như vậy,
Sam không chỉ nhìn thấy được tương lai, mà cậu còn có thể thấy điều đang diễn ra. Nhưng điều ấy đủ để chứng tỏ Andrew không liên quan tới cái chết vừa rồi. Với sức mạnh của mình, Andrew có thể có bất cứ thứ gì gã muốn. Nhưng vẫn ở trong một chiếc xe thùng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Chắc chắn gã không phải kẻ sát nhân. Dean quay về với tin chấn động rằng người vừa tự thiêu tên Holly, 41 tuổi, cô ta từng sinh con vào đúng ngày sinh của Andrew. Thêm nữa, Andrew là con nuôi và đám cháy đã thiêu chết mẹ nuôi của gã ta. Điều đó dẫn tới khả năng người vừa tự thiêu có thể là mẹ ruột của gã. Với sức mạnh của mình, Andrew dễ dàng dẫn Dean và Sam tới phòng hồ sơ. Họ nhanh chóng khẳng định Holly là mẹ ruột của Andrew, còn vị bác sĩ là người hỗ trợ thủ tục nhận nuôi. Thêm một điểm bất ngờ là Andrew còn có một người em sinh đôi. Dựa vào bức hình trên bảng lái xe, họ nhanh chóng xác nhận được em trai sinh đôi tà ác của Andrew chính là Webber, một nhân viên khác của quán cà phê. Hắn mới xuất hiện từ 8 tháng trước, luôn tỏ ra tốt bụng thái quá. Chắc chắn hắn đã biết về mối quan hệ với Andrew. Trong khi đó, tại quán cà phê, Webber tra hỏi Jesse về mối quan hệ của cô với Andrew. Webber muốn gia đình chỉ có hai anh em, bởi vậy hắn điều khiển cô đi ra thành cầu tự sát. May mà Sam đã nhìn thấy được ảo cảnh, họ vội chạy tới cây cầu. Sam đã kịp thời phá cửa, khống chế hắn, còn Andrew thì kéo Jesse đi. Nhưng dù đã bị bịt mồm, Webber vẫn có thể điều khiển Jesse bằng suy nghĩ. Jesse cầm thanh củi tấn công hạ gục Sam. Rõ ràng với việc thường xuyên tập luyện, Webber mạnh hơn Andrew rất nhiều. Hắn đã nắm thế chủ động và điều khiển Jesse tới thành cầu. Thấy thế, Andrew vội cầu xin em trai để nhận nhau nếu cần phải giết người. Nhưng theo Webber, quỷ mắt vàng không cho phép điều đó. Trong giấc mơ của mình, hắn đã gặp quỷ mắt vàng. Chính quỷ mắt vàng đã cho hắn biết hắn có anh trai song sinh. Webber đã giết mẹ ruột, ông bác sĩ và có thể cả Jesse vì bọn họ đang chia tách hai anh em. Từ xa, Dean lên đạn tiêu diệt tên Webber biến thái. Nhưng không ngờ, ở khoảng cách xa như thế, hắn vẫn nhận ra mối nguy hiểm. Hắn mỉm cười, điều khiển Dean tự dí súng vào họng. Trong tình huống 2000 cân treo sợi tóc, Andrew bất ngờ bắn chết tên em trai biến thái, nhờ đó giải thoát cho Jesse và Dean khỏi bị điều khiển. Khi cảnh sát tới để điều tra vụ việc, Andrew ra lệnh cho đám cảnh sát kết luận Webber tự sát. Andrew không sử dụng sức mạnh lên Jesse, vì vậy cô vẫn còn rất sợ hãi. Về phần Dean và Sam, mọi việc đã được giải quyết, hai anh em chỉ có thể rời đi. Sam không quên để lại thông tin để Andrew có thể liên hệ khi cần. Trở về quán rượu, Ellen đã biết việc nhà Andrew cháy rụi khi hắn 6 tháng tuổi. Cô biết đó là quỷ mặt vàng. Đây đã trở thành cuộc chiến không chỉ của riêng nhà Winchester. Vì vậy, bọn họ phải biết đồng tâm hợp lực để cùng chiến đấu. Sam thú thật về sức mạnh của mình và cho Ellen biết còn có những đứa trẻ tương tự. Điều cô mới phát hiện ra là không chỉ những gia đình hỏa hoạn mới sinh ra đứa trẻ đặc biệt. Bởi trong hồ sơ của Webber, nhà gã ta không hề bị cháy. Chẳng ai biết có bao nhiêu đứa trẻ đặc biệt ngoài kia. Và quỷ mắt vàng có kế hoạch gì cho chúng. Dù Andrew rất lương thiện, nhưng cuối cùng chính gã đã phải giết chết em trai, trở thành một kẻ sát nhân. Có phải chính sức mạnh đặc biệt đã biến bọn họ trở thành những kẻ bị nguyền rủa? Vừa rồi là tóm tắt tập thứ 5 của series Siêu Nhiên phần 2. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn bằng cách để lại comment ở phần bình luận nhé. Những chiếc like và comment của bạn là nguồn động lực rất lớn cho bọn mình tiếp tục thực hiện series này. Yêu Nike Movie, hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình có kinh phí ra nhiều video mới nhé. Đừng quên subscribe Nike Movie và bấm chuông bên cạnh để bật thông báo, tránh bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Các video mới sẽ được chúng mình đăng tải vào 12 giờ các ngày, thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.